Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối thứ ba ngày 1 tháng 10 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm trường liên cấp số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Ulaanbaatar. Được thành lập năm 1949, đây là một trong những trường liên cấp đầu tiên của thành phố Ulaanbaatar. Tới năm 1980, nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ đã quyết định cho trường phổ thông số 14 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đồng chí chí cốt của Cách mạng Mông Cổ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi ngôi trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong những biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hiện là trường điểm hàng đầu quốc gia, là điển hình cho nền giáo dục hiện đại tiên tiến, nơi đào tạo nhiều lãnh đạo và nhân tài cho Mông Cổ. Đặc biệt nhiều năm qua, trong chương trình giáo dục, trường đã có nhiều hoạt động sáng tạo để các em học sinh hiểu hơn về Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như về quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những thành tích xuất sắc mà thầy trò nhà trường đạt được trong sự nghiệp giáo dục, góp phần quan trọng làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa người dân cũng như quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ vừa được thiết lập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các thầy cô giáo sẽ luôn sáng tạo, đổi mới tư duy dạy và học để truyền cảm hứng lòng yêu nước tới các em. Các em học sinh cần hăng hái học tập rèn luyện để đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ và thầy cô, góp phần xây dựng đất nước Mông Cổ ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là học sinh trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần để quan hệ hai nước phát triển. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng món quà của Đảng, Nhà nước Việt Nam cho nhà trường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cũng đã trao tặng quà để trường bổ sung trang thiết bị học tập ngay trong năm học mới 2024-2025. Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp 10 tổ chức kinh tế tiêu biểu và doanh nghiệp hàng đầu của Mông Cổ do Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Dorykhan Tokmadin dẫn đầu. Đại diện các tổ chức kinh tế Mông Cổ vui mừng về những kết quả tích cực trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là các định hướng hợp tác mới được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời cũng chia sẻ những nguyện vọng và muốn tìm hiểu về các cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hàng không, khai khoáng, thực phẩm sạch, logistics, du lịch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã giải đáp nhiều vấn đề mà các doanh nghiệp nêu ra, đồng thời khẳng định việc Việt Nam và Mông Cổ chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác song phương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và tầm nhìn 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao. Trong khi đó, Mông Cổ đang tập trung triển khai chính sách phục hồi mới và mục tiêu chiến lược tầm nhìn 2050. Điều đó đã cho thấy sự tương đồng về mục tiêu và lợi ích hợp tác giữa hai nước. Cho rằng kết quả hợp tác về kinh tế hiện vẫn còn chưa tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam và Mông Cổ có nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác mạnh mẽ về chuyển đổi nền kinh tế số, tăng trưởng xanh với năng lượng tái tạo, năng lượng mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, mà điển hình là 10 tổ chức kinh tế hàng đầu của Mông Cổ tham dự buổi gặp gỡ hôm nay đều hoạt động trong các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu. Chúng tôi có một buổi gặp rất thân mật với Tổng thống. Chúng tôi thì cũng rất là hài lòng với cái quan hệ 70 năm qua giữa Việt Nam và Mông Cổ đã đạt được nhiều cái thành tựu quan trọng. Đưa hai nước của chúng ta đã gần lại nhau, gắn bó với nhau. Chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau để hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước chúng ta, vì cái sự phát triển của hai nước chúng ta và vì cái sự ổn định chung của khu vực cũng như là đóng góp tích cực vào trong cái hòa bình ổn định của thế giới. Trong đó cái lĩnh vực hợp tác về kinh tế là một trọng điểm trong cái giai đoạn tới. Tôi khẳng định là nhà nước và chính phủ Việt Nam luôn chào đón và hoan nghênh các doanh nghiệp Mông Cổ mở rộng hợp tác với Việt Nam, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Mông Cổ kinh doanh có hiệu quả, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của hai nước. Chúng tôi coi thành công của các bạn cũng chính là thành công của chúng tôi. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định các bộ ngành của Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ, đồng hành để các doanh nghiệp cùng đóng góp cho sự phát triển kinh tế hai nước. Mong muốn các doanh nghiệp nỗ lực vì sự gắn kết giữa hai dân tộc, hai quốc gia ngày càng bền chặt.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị các cơ quan chức năng hai bên phối hợp chặt chẽ để tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp, tăng cường hợp tác logistics để thúc đẩy giao thương. Nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ. Mông Cổ khẳng định luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn phát triển mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Việt Nam khẳng định coi trọng phát triển quan hệ với Mông Cổ, tôn trọng chính sách đối ngoại yêu chuộng hòa bình, rộng mở, tự chủ và đa trụ cột của Mông Cổ, chính sách láng giềng thứ ba. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Mông Cổ phù hợp với lợi ích chung, nhất trí nâng cấp quan hệ hai nước lên đối tác toàn diện. Sau đây là các nội dung chính của tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Hai bên nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu tiếp xúc cấp cao và các cấp, thông qua các kênh đảng, nhà nước, chính phủ, quốc hội, nhất trí ủng hộ về mặt chính sách, mở rộng quan hệ mật thiết giữa nhân dân hai nước, nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế hợp tác mới giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, thúc đẩy ký mới thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội, thay thế thỏa thuận đã ký vào năm 2018. Hai bên nhất trí duy trì hiệu quả cơ chế tham khảo chính trị luân phiên, cấp thứ trưởng ngoại giao, thường xuyên trao đổi về hợp tác song phương, chính sách đối ngoại, nghiên cứu hình thức thiết lập cơ chế đàm phán đa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp. Trong hợp tác quốc phòng và an ninh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục mở rộng hợp tác giữa các lực lượng vũ trang và cơ quan thực thi pháp luật của hai nước. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, đẩy nhanh thủ tục đàm phán, tiến tới ký kết các hiệp định trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm, tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan, phối hợp đánh giá dự báo về các vấn đề liên quan tới lợi ích và an ninh quốc gia hai nước. Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và toàn diện, duy trì các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, trong đó có cơ chế Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật, nhất trí tăng cường vai trò của Hội đồng Doanh nghiệp hai bên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Mông Cổ. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí nghiên cứu các giải pháp phù hợp, cải thiện môi trường đầu tư, xem xét ký mới hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư. Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí đẩy mạnh hiện đại hóa chương trình hợp tác nông nghiệp trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp ký năm 2022. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi chính sách, định hướng, giải pháp phát triển ngành nông nghiệp hai bên, tạo môi trường pháp lý cho xuất khẩu các sản phẩm nguồn gốc nông nghiệp, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai bên nhất trí thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận cam kết trong khuôn khổ Ủy ban Liên Chính phủ, trong đó có cơ chế tiểu ban khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và thông tin truyền thông. Hai bên nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp tìm biện pháp khả thi tháo gỡ khó khăn, thách thức trong vận tải logistics, trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, vận tải biển và hàng không. Mông Cổ ủng hộ Việt Nam tham gia Hiệp định Vận tải Đường bộ Quốc tế ba bên giữa Nga, Mông Cổ, Trung Quốc đã ký năm 2016. Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy hợp tác giữa các hãng hàng không hai nước, nhất trí tiếp tục nghiên cứu thành lập cơ chế về vận chuyển hàng hóa ba nước Việt Nam, Trung Quốc, Mông Cổ. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa đã ký giữa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của Việt Nam và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và Thanh niên Mông Cổ năm 2022, tăng cường xây dựng và triển khai các chương trình chung theo hướng khuyến khích thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa nghệ thuật và thể thao hai bên. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích lịch sử, văn hóa, di sản phi vật thể, tăng cường quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch hai bên, tích cực hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về chính sách, quản lý ngành du lịch. Trong khuôn khổ hiệp định về hợp tác giáo dục và đào tạo, hai bên nhất trí trao học bổng cho sinh viên của mỗi nước theo nhu cầu và ngành học. Hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu khả năng cung ứng và tiếp nhận lao động theo các ngành nghề, lĩnh vực
trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Bảo trợ Xã hội Mông Cổ năm 2017. Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Mông Cổ trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu, sa mạc hóa, trong đó có sáng kiến trồng 1 tỷ cây của Tổng thống Mông Cổ. Theo đó, hai bên nhất trí xem xét nghiên cứu trồng một số cây phù hợp với thổ nhưỡng Mông Cổ ở một số vùng được quy hoạch. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng thực hiện các chương trình dự án chung ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất trí nghiên cứu ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông, cung cấp thông tin, hình ảnh, tư liệu về quá trình phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế. Lãnh đạo cấp cao nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ, trao đổi thường xuyên về các vấn đề an ninh, chính trị khu vực, tình hình quốc tế cùng quan tâm, tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực như ASEM, WTO, Diễn đàn khu vực ASEAN, ARF, APEC và sáng kiến đối thoại Ulaan Baata về an ninh Đông Bắc Á. Phía Việt Nam tái khẳng định ủng hộ Mông Cổ tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và tham gia APEC khi mở rộng thành viên. Hai bên nhất trí quan tâm mở rộng hợp tác về đối phó với đe dọa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia. Việt Nam sẵn sàng cử đoàn tham dự hội nghị lần thứ 17, các bên tham gia Công ước Liên Hợp Quốc về chống sa mạc hóa, tổ chức vào năm 2026. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định tại Biển Đông, giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký 7 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sau khi kết thúc các hoạt động tại Mông Cổ, chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lên đường tới Ireland thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng thống Michael Higgins. Nhân dịp bà Francesca Civecchia và ông Dalibor Riccardi nhậm chức đồng nguyên thủ Cộng hòa San Marino, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Nhân dịp ngài Ishiba Shigeru được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng ngài Iwaiya Takeshi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản. Thưa quý vị, hôm nay tới dự Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Việt Nam và lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đổi mới sáng tạo là quá trình không ngừng nghỉ, không có giới hạn, không có biên giới. Việt Nam phải luôn bắt kịp, tiến cùng và vượt lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại. Cùng dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đặc biệt quan tâm đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đây là một trong những quốc sách hàng đầu cho phát triển nhanh và bền vững. Đổi mới sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của từng chủ thể, từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Đến nay, Việt Nam đã có khoảng 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hơn 200 quỹ đầu tư, hơn 100 vườn ươm và trung tâm khởi nghiệp sáng tạo. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 của Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2023, tăng 4 bậc so với năm 2022. Thủ tướng cho biết Việt Nam đứng trước cơ hội lớn nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trong đó thách thức lớn nhất là năng lực cạnh tranh về công nghệ so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng chia sẻ 3 quan điểm cơ bản để thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Có 3 cái quan điểm rất là cơ bản. Cái thứ nhất là đổi mới sáng tạo là một yêu cầu khách quan, là cái lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển đất nước Việt Nam nhanh, bền vững. Cái quan điểm thứ hai là đổi mới sáng tạo phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu, là động lực, là nguồn lực quan trọng, nhất là thế hệ trẻ, người chủ tương lai của đất nước. Quan điểm thứ ba là đổi mới sáng tạo thì phải dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận rủi ro, dám vượt lên giới hạn của chính mình vì lợi ích của quốc gia dân tộc và vì cái sự phát triển tương lai tươi sáng của đất nước. Và có thể nói đổi mới sáng tạo là một quá trình không ngừng nghỉ,
không có giới hạn, không có biên giới. Trong quá trình đổi mới sáng tạo thì Việt Nam phải bắt kịp, tiến cùng, vươn lên trong tiến trình đổi mới sáng tạo của nhân loại. Thủ tướng nêu rõ nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thúc đẩy quá trình đổi mới sáng tạo tại Việt Nam như tập trung hoàn thiện thể chế, tăng cường đầu tư về kết cấu hạ tầng, tăng cường thu hút các nguồn đầu tư tài chính, nhất là cho nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, năng lượng xanh, điện toán đám, được chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã giao nhiều nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học và thế hệ trẻ. Với các đối tác phát triển, Thủ tướng đề nghị hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, ưu đãi tài chính, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức thực hiện trong quá trình đổi mới sáng tạo. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực đóng góp quan trọng của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các chủ thể liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, thu hút đầu tư, phát triển công nghệ cao, công nghệ số. Nhân sự kiện, Thủ tướng tuyên bố lấy ngày 1 tháng 10 hàng năm là ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia, đồng thời nhấn mạnh thông điệp đổi mới để bứt phá, để vượt qua chính mình, sáng tạo để vươn xa, bay cao trong bầu trời kỷ nguyên số và phát triển xanh của nhân loại. Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ cơ quan về việc đẩy mạnh triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước. Tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Lãnh đạo Chính phủ và các bộ cơ quan Trung ương Đảng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước. Tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Lãnh đạo Chính phủ và các bộ cơ quan đã nhất trí cao về quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 13 tháng 4 năm nay, đồng thời thảo luận đề xuất nhiều giải pháp huy động nguồn lực triển khai. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương các bộ ngành địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân đã hưởng ứng phong trào thi đua, đặc biệt đánh giá cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước đã làm rất tốt việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân thời gian vừa qua. Thủ tướng nhấn mạnh trong năm 2025, cả nước phải hoàn thành 3 mục tiêu lớn, đó là xây dựng nhà ở cho người có công, xây nhà theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia và xóa hơn 153.000 nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo để chào mừng 95 năm thành lập Đảng, 80 năm thành lập nước và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị hỗ trợ, Thủ tướng yêu cầu thành lập ngay Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, dột nát do trực tiếp Thủ tướng làm trưởng ban, đề nghị các địa phương cũng thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, phân công công việc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, quản lý tiếp nhận sự ủng hộ chặt chẽ, giảm khâu trung gian, tăng cường kiểm tra giám sát, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát. Qua công tác lãnh đạo chỉ đạo, theo dõi tình hình và khảo sát thực tế tại tỉnh Hòa Bình vừa qua, Thủ tướng yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội bằng mọi nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát. Cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, doanh nghiệp cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, tự lo cho chính mình của người dân, cùng sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm, các đoàn thể chính trị xã hội với phương châm ai có gì góp nấy. Đóng góp này thì một đồng cũng lấy, hai đồng cũng lấy, ít nhiều công của, vật liệu, rồi các cái hình thức đóng góp khác. Tinh thần chung cả nước chúng ta thế nó mới là phong trào. Thì chúng ta quyết tâm muộn nhất là đến 31 tháng 12 năm 2025 là chúng ta sẽ hoàn thành cái việc xóa nhà dột, nhà tạm cho nhân dân trên phạm vi cả nước. Thủ tướng yêu cầu phát động đợt thi đua cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân và nhà mới đảm bảo tiêu chí 3 cứng, nền cứng, vách cứng, mái cứng. Các cơ quan báo chí tăng cường truyền thông, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua. Chiều tối nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác. Thủ tướng đề nghị Đại sứ Hà Vĩ truyền lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Trung Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam nhất quán coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu
trong tổng thể chính sách đối ngoại, bày tỏ cảm ơn Trung Quốc đã thăm hỏi hỗ trợ Việt Nam ứng phó và khắc phục hậu quả nghiêm trọng do bão số 3 gây ra. Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao phía Trung Quốc đã phối hợp chia sẻ thông tin thủy văn, điều tiết việc xả nước các đập thủy điện để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra. Hoan nghênh và chúc mừng đồng chí Hà Vĩ được bổ nhiệm làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam trong thời điểm quan hệ hai đảng, hai nước đang phát triển tích cực. Thủ tướng mong muốn đại sứ thúc đẩy các bộ ngành địa phương Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, triển khai toàn diện hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, trọng tâm là duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, du lịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh nguồn nước, thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh. Trong đó, Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc quan tâm thúc đẩy việc hợp tác xây dựng các tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, sớm triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ chân thành cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian tiếp đại sứ đúng vào ngày kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc và đưa ra những ý kiến quan trọng về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực phát huy vai trò điều phối để thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, không ngừng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên biển, tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau, xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Dự lễ tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương vào sáng nay, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã khẳng định, cuộc thi giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền các tác phẩm dự thi có chất lượng trên Internet, mạng xã hội, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 106 tác phẩm xuất sắc ở các thể loại. Hôm nay, hơn 3.700 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được trở về gia đình theo quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Đặc xá 2024 đã tới dự lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 tại trại giam Ninh Khánh, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Phó Thủ tướng chúc mừng các phạm nhân tại trại giam Ninh Khánh được đặc xá đợt này, có 96 người cải tạo tốt được ra tù trước thời hạn. Phó Thủ tướng cho biết đặc xá năm 2024 kế thừa phát huy truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thời gian qua đã có hơn 90.000 người được đặc xá. Cũng trong sáng nay, lễ công bố quyết định đặc xá cho các phạm nhân đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đã được tổ chức đồng loạt tại các trại giam trên toàn quốc. Trước khi trở về đoàn tụ với gia đình, các phạm nhân được cấp căn cước công dân, SIM điện thoại, quần áo mới, kinh phí đi đường. Bộ Công an và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ những phạm nhân được đặc xá ra tù trở về sớm hòa nhập cộng đồng. Chiều nay làm việc với Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shoghi Mehdizadeh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mong muốn Việt Nam và Azerbaijan kết nối, thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài giữa các cơ quan tương đồng với Học viện để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu học thuật, ví dụ như Học viện Hành chính công trực thuộc Tổng thống Azerbaijan. Cũng trong chiều nay làm việc với Đại sứ Belarus Vladimir Barakviku, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn thông qua đại sứ tìm kiếm các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thiết lập hợp tác, tăng cường trao đổi các đoàn cán bộ lãnh đạo, giảng viên, chuyên gia học viện và phía Belarus. Đồng chủ trì đối thoại an ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia lần thứ nhất tại Canberra, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng để hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, hai bên đã thảo luận về nhiều chủ đề như đánh giá an ninh quốc gia, di trú và bảo vệ biên giới, tội phạm nghiêm trọng có tổ chức, xuyên quốc gia,
thống nhất tiếp tục thúc đẩy chia sẻ thông tin chính sách về an ninh mạng, an toàn không gian mạng và công nghệ trọng yếu, phối hợp điều tra, tăng cường xây dựng năng lực cho cán bộ đấu tranh với tội phạm mạng. Sáng nay dự buổi lễ công bố huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tây Sơn đã xây dựng được 14 trên 14 xã đạt 100% xã nông thôn mới, đề nghị cần tiếp tục phấn đấu vươn lên, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển một cách bền vững, tiên tiến hiện đại. Phó Thủ tướng cũng cho rằng Bình Định cần thực hiện đầy đủ và toàn diện 9 chữ nông thôn mới, tư duy mới, cách làm mới để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Các dự án hạ tầng, dự án giao thông trọng điểm luôn chiếm từ 45 đến 60% tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư công tại các tỉnh, thành phố. Thế nhưng vướng mắc về cơ chế chính sách, vướng giải phóng mặt bằng, vướng do thiếu nguyên vật liệu là những nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân các dự án bị chậm. Vâng, đây là tình trạng chung của hầu hết các địa phương do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến nay cũng là nguyên nhân khiến chưa được như kỳ vọng, ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Đây là bảng giá đất mà thành phố Hà Nội phê duyệt từ 2019, được sửa đổi bổ sung năm 2023, chiếu theo luật đất đai 2013. Khi luật đất đai 2024 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8, thì bảng giá đất này đã không còn phù hợp để áp dụng giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng và bồi thường tái định cư trên địa bàn. Hơn nữa, mức giá có sự biến động chênh lệch lớn so với thị trường, không đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân. Việc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 tại quận Hà Đông cũng vì thế bị kéo chậm. Chúng tôi cũng đã phê duyệt giá đất từ tháng 10 năm 2023 và đang trong quá trình triển khai. Tuy nhiên là theo nguyên tắc định giá đất của luật đất đai năm 2024 thì giá đất cụ thể là phải giá tại thời điểm phê duyệt phương án. Như vậy thì tại thời điểm này chúng tôi sử dụng cái giá đất mà đã phê duyệt năm 2023 là không còn phù hợp nữa. Chính vì vậy mà chúng tôi sẽ phải tổ chức định giá lại. Ngược lại cũng trên địa bàn thành phố Hà Nội nhưng tại huyện Chương Mỹ, giá đất không có biến động so với bảng giá đất cũ nên việc giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 6 được triển khai nhanh chóng. Chỉ trong 2 tháng triển khai đã đạt 35% diện tích giải phóng mặt bằng. Hiện nay thì Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ vẫn đang triển khai theo cái đơn giá đền bù mà theo chỉ đạo của thành phố là sẽ được áp dụng cho đến hết 31 tháng 12 năm 2025. Đối với địa bàn huyện Chương Mỹ thì cái giá đất nó không có biến động lớn thì cái giá đất này của chúng tôi vẫn ổn định và vẫn có thể làm cơ sở triển khai phê duyệt. Có thể thấy, cùng trên một địa bàn thành phố nhưng có địa phương thì không bị ảnh hưởng bởi cơ chế, nhưng có địa phương lại phải làm lại thủ tục xác định giá đền bù giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng lớn tới tiến độ giải ngân dự án, kéo theo chậm giải ngân đầu tư công tại địa phương. Việc bố trí vốn đã được đổi mới và cải cách mạnh mẽ quyết liệt, trách nhiệm và thẩm quyền của các bộ ngành địa phương đã tự chủ nhiều hơn trước. Thế nhưng hậu quả từ thiên tai, những trở ngại từ mỏ vật liệu cũng như là công tác giải phóng mặt bằng vẫn chưa được xử lý triệt để. Tình trạng nhà thầu chờ mặt bằng vẫn diễn ra ở nhiều dự án. Sau gần nửa năm thi công, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng mới giải phóng mặt bằng được khoảng 40%. Mục tiêu giải phóng được 70% mặt bằng trong tháng 9 năm nay của tỉnh Lạng Sơn đã không đạt như kỳ vọng. Thiếu mặt bằng, nhiều mũi thi công của dự án chưa thể bứt tốc. Để giải quyết bài toán lâu dài thì cũng chúng tôi rất muốn là từ phía Bộ Tài nguyên Môi trường, Chính phủ thì có những hướng dẫn cụ thể để các địa phương họ tự tin hơn trong công tác phê duyệt giải phóng bằng. Đại diện tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau khi điều chỉnh hạn mức đất ở nhiều dự án thì địa phương vẫn còn thiếu chỉ tiêu đất cho giao thông. Để điều chỉnh chỉ tiêu đất cho giao thông, mới đây Bộ Tài nguyên Môi trường đã cho phép địa phương tự quyết định. Tuy nhiên hướng dẫn cụ thể như thế nào vẫn chưa có, khiến việc thu hồi đất của hai dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng và Đồng Đăng Trà Lĩnh vẫn chưa nhiều tiến triển. Chỉ tiêu quy hoạch đất giao thông cho tỉnh Lạng Sơn để triển khai hai dự án này thì tổng còn thiếu 170 ha. Và chúng tôi rất mong là sớm được giải quyết để cái công tác giải phóng mặt bằng sẽ được đẩy nhanh hơn. Những chiếc máy này nhẽ ra phải được đưa vào hiện trường ngay từ lúc lên đây, tuy nhiên nhiều tháng nay vẫn phải nằm im bất động. Mặt bằng hiện vẫn là lực cản lớn nhất cho nhiều dự án giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công của 9 tháng năm 2024 thấp hơn kỳ vọng năm 2023 vẫn chủ yếu nằm ở các nguyên nhân chủ quan, đặc biệt công tác chỉ đạo điều hành ở các cấp cơ sở, cấp tổ chức thực hiện từ đầu năm đến nay cũng chưa quyết liệt.
nhiều nơi xuất hiện tình trạng đùn đẩy, sự thận trọng quá mức của một bộ phận cán bộ khiến nhiều dự án lớn tiếp tục chậm tiến độ. Mới đây, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tạm đình chỉ công tác với Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố do chưa hoàn thành nhiệm vụ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết là sẽ tiếp tục rà soát và xử lý cán bộ nếu để chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và được thể hiện qua con số vốn thu hút liên tục tăng. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam 9 tháng qua đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 11,6% so với cùng kỳ. Không ít các tập đoàn lớn trên thế giới đã cam kết và từng bước thực hiện cam kết biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất lớn trong chuỗi toàn cầu của họ. Lựa chọn một doanh nghiệp đã có lịch sử 35 năm phát triển là đối tác tại Việt Nam. Tập đoàn này có mục tiêu xây dựng ở đây trung tâm sản xuất lớn để chiếm lĩnh thị trường khu vực, cung cấp sản phẩm cho hệ thống toàn cầu. Với dự kiến đến năm 2028 đạt khả năng sản xuất 3 tỷ sản phẩm một năm. Để làm được điều đó, doanh nghiệp đã liên tục rót vốn vào nghiên cứu và phát triển. Ưu tiên đầu tư nghiên cứu của chúng tôi tại Việt Nam là hướng đến sự cam kết chăm sóc cộng đồng, qua đó nâng vị thế của Việt Nam thành một trung tâm sản xuất tiêu chuẩn cao với khả năng đáp ứng cho cả thị trường trong nước và cho xuất khẩu. FDI không chỉ là nguồn lực tài chính mà còn là nguồn lực công nghệ đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Giải ngân vốn FDI đạt 17,3 tỷ đô la Mỹ, đạt giá trị cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Nhưng muốn tăng sức hấp dẫn với các nhà đầu tư thì chính chúng ta cũng phải cải thiện mạnh mẽ về nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng. Đây là khu vực thi công hầm nút giao Phú Thứ trên cao tốc Bắc Nam. Đây là một trong 4 nút giao của tỉnh Hà Nam kết nối liên thông trực tiếp với đường vành đai 5 vùng thủ đô và cao tốc Bắc Nam, tạo sự thuận lợi đồng bộ về giao thông logistics giữa các khu cụm công nghiệp của tỉnh với các tỉnh thành trong vùng, sân bay và cả cảng biển. Và đây sẽ là thỏi nam châm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh cũng đã đầu tư rất nhiều những cái tuyến đường kết nối từ phía đông sang phía tây, thế rồi những cái tuyến đường dọc trục theo cái quy định của chính phủ và phát triển những cái hệ thống đường gom đường cao tốc kết nối giữa các tuyến đường mà trung ương đầu tư cũng như là những cái tuyến đường mà do địa phương đầu tư. Cùng với chính sách khuyến khích đầu tư thì các quy định pháp lý về đầu tư kinh doanh đang được sửa đổi, hoàn thiện theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ động tham mưu báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội xem xét sửa đổi luật đầu tư công, kịp thời tháo gỡ khó khăn về thể chế, pháp luật, khơi thông phát huy cái nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các cái vấn đề khó khăn vướng mắc cấp bách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát. Theo các tổ chức quốc tế, ba yếu tố là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất toàn cầu tiếp tục giúp Việt Nam thu hút vốn FDI khả quan cả năm nay. Sau bão lũ, nhiều doanh nghiệp ở 26 tỉnh thành phía Bắc bị thiệt hại nặng nề. Để khôi phục sản xuất kinh doanh thì rất nhiều doanh nghiệp cần có nguồn lực mới. Trong đó thì miễn giảm lãi vay, tiếp tục được vay vốn mới với lãi suất thấp là trợ lực kịp thời nhất. Ghi nhận tại Lào Cai, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt bão lũ vừa qua. Nửa tháng sau khi bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3, thủy điện Nậm Lúc vẫn chưa có điện trở lại để bơm nước, bơm bùn ra khỏi hầm. Sạt lở nghiêm trọng khiến khu điều hành bị san phẳng, 5 cán bộ nhân viên thiệt mạng. Ước tính thiệt hại về tài sản, hạ tầng lên tới trên 100 tỷ đồng, chưa tính tới thiệt hại do dừng vận hành để sửa chữa trong thời gian tới. Đảm 50% cái lãi phải trả trong 4 tháng cuối năm 2024. Và đặc biệt là cái gói lãi vay 50 tỷ, gói ưu đãi cố định 45%. Thì thực sự nó đây là cái điểm tựa về tài chính để chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục và vượt qua trong giai đoạn khó khăn này. Doanh nghiệp này cũng bị sập kho nhà xưởng chứa vật liệu xây dựng và toàn bộ trang thiết bị, ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Ngay lập tức, công ty đã được giảm lãi vay tới 50% cho đến hết năm. Với ưu đãi này, công ty tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị và lên phương án kinh doanh mới. Nói chung là rất phù hợp với doanh nghiệp rồi, rất đấy là một cái đà để cho công ty phát triển. Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tính đến thời điểm hiện tại, ngân hàng SHB đã hoàn tất thủ tục miễn giảm lãi vay cho 13 doanh nghiệp đến hết năm 2024 và đang tiếp tục rà soát thêm. Hỗ trợ miễn giảm lãi lên tới 50%, đấy, tùy mức độ ảnh hưởng của cơn bão đến các doanh nghiệp và hộ dân thì có những cái mà có hỗ trợ tới 100% tiền lãi.
Cho đến thời điểm này, đã có gần 40 ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay cho khách hàng bị ảnh hưởng do bão, lũ, lụt. Và các ngân hàng cũng đã đăng ký các gói tín dụng mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền lên tới 405.000 tỷ đồng. Lãi suất giảm từ 0,5 đến 2% một năm để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân chịu tác động bởi cơn bão số 3. 16 giờ chiều nay thì lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thêm một thi thể tại đoạn bị sạt lở ở cạnh quốc lộ 2, nâng tổng số người chết vì mưa lũ lên 4 người, 2 người vẫn còn đang mất tích. Công tác tìm kiếm 2 người mất tích vẫn đang được nỗ lực triển khai tại khu vực sạt lở ở km 50 đoạn nối tỉnh Hà Giang với Tuyên Quang. Đến hôm nay là ngày thứ 3 nhưng vẫn chưa thể thông đường. Hàng loạt điểm sạt lở mới xuất hiện, Hà Giang buộc phải di rời người dân đến nơi an toàn. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì hiện có hơn 1.000 nhà dân cần di rời đến nơi an toàn. Do các hộ dân này chủ yếu sống ở các khe núi, nơi được cảnh báo rất dễ xảy ra sạt lở. Nhưng để làm được điều này thì Hà Giang cần phải huy động được nguồn lực tài chính và cả sự đồng lòng từ các hộ dân vốn có thói quen sinh sống lâu đời ở những khu vực nói trên. Lũ trên sông Thao qua Lào Cai đã đạt đỉnh và đang xuống, tuy nhiên thì nước đang dồn về Yên Bái khiến lũ lên nhanh. Ngoài lũ thượng nguồn dồn về thủy điện Đồng Sung trên suối Ngòi Thia, phụ lưu của sông Thao điều tiết lũ với lưu lượng 2.500 m khối trên giây cũng khiến lũ lên nhanh. Dự báo đêm nay sáng sớm mai mực nước trên sông Thao qua Yên Bái đạt đỉnh trên mức báo động 3, gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Yên Bái và các huyện Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình. Không khí lạnh khô xuống miền Bắc nên từ đêm nay mưa sẽ giảm dần. Tuy nhiên vùng núi cần đề phòng sạt lở đất do nền đất đá suy yếu. Nguy cơ cao nhất là ở Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Tại Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2024, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã công bố chuỗi giải pháp tự động hóa toàn diện cho ngành logistics từ lưu kho đến giao hàng. Tại các tổ hợp logistics ứng dụng chuỗi giải pháp, công suất xử lý tăng 40%, tỷ lệ sai sót gần như bằng không. Mức chịu tải toàn hệ thống của Viettel Post hiện là 4 triệu bưu phẩm mỗi ngày, tương đương là đáp ứng 50% dung lượng thương mại điện tử tại Việt Nam. Chuỗi giải pháp tự động hóa là nền tảng công nghệ cho chiến lược xây dựng hạ tầng logistics quốc gia của Viettel, bao gồm công viên logistics, cửa khẩu thông minh, cảng cạn, các hạ tầng liên thông hàng hóa giữa Việt Nam, khu vực và thế giới. Hệ thống robot băng truyền và phần mềm điều khiển trong các công đoạn lưu trữ, lấy hàng, đóng gói, chia, chọn đều do Viettel làm chủ công nghệ. Quân đội Israel ngày hôm nay đã tuyên bố bắt đầu một cuộc tiến công trên bộ vào miền Nam Liban, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng các cuộc không kích trên toàn lãnh thổ nước này. Diễn biến này càng khiến các nước liên quan bị lôi kéo sâu hơn vào một cuộc xung đột toàn diện và nguy hiểm. Phản ánh của các phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Trong tuyên bố mới nhất, quân đội Israel cảnh báo người dân Liban không được di chuyển từ khu vực phía Bắc đến khu vực phía Nam sông Litani. Đây là khu vực mà quân đội Israel đang giao tranh dữ dội với lực lượng Hezbollah. Theo quân đội Israel, sư đoàn 98 của nước này, bao gồm lính biệt kích, lính dù và lữ đoàn thiết giáp, đã được lệnh tiến hành các hoạt động có mục tiêu và cụ thể ở khu vực phía Nam Liban. Quân đội Israel mô tả đây là một chiến dịch tiến công hạn chế và không tìm cách xâm lược Liban. Đáp lại, lực lượng Hezbollah cho biết lực lượng này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và cũng đã sẵn sàng ứng phó với các cuộc tấn công trên bộ từ quân đội Israel. Hiện chưa có con số thương vong chính xác từ chiến dịch tấn công trên bộ của quân đội Israel được công bố. Bên cạnh những tuyên bố cứng rắn của lực lượng Hezbollah, Iran trong tuyên bố gần đây cũng cho biết họ sẽ đáp trả Israel vào thời điểm được họ lựa chọn và tính toán. Tehran cũng cảnh báo họ không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện nhưng sẽ không sợ viễn cảnh ấy. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ra tuyên bố nhấn mạnh Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu tính tới việc tấn công trực tiếp vào Israel. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Trung Đông. Quốc hội Nhật Bản hôm nay đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Ishiba Shigeru làm Thủ tướng thứ 102 của nước này. Trước đó, thì sáng nay, nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã đồng loạt từ chức mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn thủ tướng mới. Kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội Nhật Bản đã được dự báo trước do LDP hiện đang là đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ở cả hai viện. Trước đó thì ông Ishiba đã tiến hành cải tổ ban lãnh đạo LDP và lên danh sách các thành viên nội các mới. Tân thủ tướng cũng đã tuyên bố giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm, dự kiến là vào ngày 27 tháng 10.
Hôm nay mùng 1 tháng 10 đánh dấu 60 năm Nhật Bản khai trương tuyến đường sắt tốc độ cao đầu tiên có tên là Tokaido Shinkansen, kết nối hai thành phố lớn là Tokyo và Osaka. Tuyến đường lúc đó được đầu tư hoàn toàn bằng vốn nhà nước khi mà nền kinh tế Nhật Bản còn chưa thực sự vững mạnh. Nhưng đây là dấu mốc lịch sử mở ra thời kỳ mới cho giao thông của Nhật Bản và thúc đẩy xu hướng đường sắt tốc độ cao trên thế giới. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Nhật Bản, đơn vị 100% vốn nhà nước, là chủ đầu tư dự án đường sắt cao tốc đầu tiên với tổng kinh phí 380 tỷ yên, tương đương với hơn 1 tỷ đô la Mỹ theo tỷ giá thời điểm đó, cho hơn 500 km. Khi đó, GDP bình quân đầu người của Nhật Bản là gần 850 đô la Mỹ. Hơn 20 năm sau, các tuyến Shinkansen mới tiếp tục được đầu tư, chủ yếu bằng nguồn vốn tự có, phát hành trái phiếu đường sắt quốc gia và vay dưới bảo lãnh của chính phủ. Không thể phủ nhận vai trò của Shinkansen đối với nền kinh tế của Nhật Bản, nhưng do nhu cầu tăng cao, đòi hỏi phải xây dựng thêm các tuyến mới và áp dụng các công nghệ tiên tiến. Năm 1987, Tập đoàn Nhà nước Đường sắt Quốc gia Nhật Bản giải thể và tư nhân hóa theo giai đoạn bằng cách bán cổ phần. Các tuyến Shinkansen được phân chia cho 3 công ty tư nhân mới. Tuy nhiên, vẫn có sự phối hợp giữa các công ty đường sắt và nhà nước. Công ty chúng tôi chịu trách nhiệm tuyến Shinkansen kết nối 3 khu đô thị lớn Tokyo, Nagoya, Osaka chiếm tới 60% GDP của Nhật Bản. Tuyến rất quan trọng kết nối các vùng kinh tế trọng điểm và phát triển Nhật Bản. Sau khi tư nhân hóa, hệ thống đường sắt cao tốc Shinkansen của Nhật Bản đã chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ từ phát triển các công nghệ tiên tiến đến việc mở thêm các tuyến mới và nâng cao tốc độ của tàu cao tốc Shinkansen. Số thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài liên tục tăng đã cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến quan trọng của dòng vốn FDI. Không ít các tập đoàn lớn trên thế giới đã cam kết và từng bước thực hiện cam kết biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất lớn trong chuỗi toàn cầu của họ. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất toàn cầu giúp Việt Nam thu hút vốn FDI khả quan trong cả năm nay. Liên quan đến vụ sạt lở tại Hà Giang, 16 giờ chiều nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Giang đã tìm thấy thêm một thi thể tại đoạn bị sạt lở ở cạnh quốc lộ 2, nâng tổng số người chết vì mưa lũ lên 4 người, 2 người vẫn còn đang mất tích. Với hàng loạt điểm sạt lở mới xuất hiện, Hà Giang buộc phải di rời người dân đến nơi an toàn. Theo thống kê, hiện có hơn 1.000 nhà dân cần phải di rời đến nơi an toàn. Quân đội Israel tuyên bố bắt đầu một cuộc tiến công trên bộ vào miền nam Liban, trong khi vẫn tiếp tục mở rộng các cuộc không kích trên toàn lãnh thổ nước này. Quân đội Israel mô tả đây là một chiến dịch tiến công hạn chế và không tìm cách xâm lược Liban. Đáp lại, lực lượng Hezbollah cho biết đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và sẵn sàng với ứng phó các cuộc tấn công trên bộ từ quân đội Israel. Quốc hội Nhật Bản ngày hôm nay đã họp phiên bất thường và bầu Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP Shigeru Ishiba làm Thủ tướng. Trước đó, nội các của Thủ tướng Fumio Kishida đã đồng loạt từ chức, mở đường cho Quốc hội Nhật Bản bầu chọn Thủ tướng mới. Kết quả bỏ phiếu đã được dự báo trước do LDP hiện là đảng cầm quyền và liên minh cầm quyền đang chiếm đa số ở cả hai viện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.